Tiếp theo chúng ta sẽ đi nghiên cứu chế độ cạnh, cấp độ thứ hai trong cái Diffoli, từ ngữ tiếng Anh là F. Mình sẽ xóa phần này đi. Khi mình vẽ ra một đối tượng như này, mình sẽ convert sang poly. Các bạn ấn 2 đó, thì tự động ở đây nó sẽ vào cái cấp độ thứ hai là cấp độ F. Cấp độ cạnh. Như mình đã nói lúc đầu ấy, là chúng ta sẽ lại đi nghiên cứu ba cái bảng đầu tiên. Cấp độ cạnh, ba cái bảng này đều là cái ba cái bảng quan trọng mà chúng ta sẽ phải nghiên cứu trước. Bảng nhất vẫn là section, là việc điều chỉnh cái việc chọn đối tượng. Thì như trong giáo trình các bạn thấy là mình ghi rất ít, bởi vì nó cũng có pivot là chọn cạnh bằng điểm này, inner backfacing là bỏ qua mặt phía sau này, swing và grow là thu nhỏ và mở rộng vùng chọn, nó tương tự như là cấp độ mặt thôi, đúng không? Nhưng ở đây nó sẽ còn hai cái nữa rất hay và giúp cho việc chọn lựa cạnh nó nhanh và tiện hơn, đó là ring và loop. Đó là ring là chọn đối tượng theo tuyến song song, và loop là chọn đối tượng theo tuyến nối tiếp. Ví dụ ở đây mình làm thử nhé, mình đang chọn cạnh này, các bạn nhìn thấy mình đang chọn cạnh. Nếu như bây giờ mình ấn ring thì tất cả những cạnh song song với những cạnh mình đang chọn nó sẽ được chọn. Và ở đây mình đang chọn cạnh mà mình ấn loop thì những cạnh nối tiếp nó sẽ được chọn. Ở đây thì mình có một chút lưu ý, đó là ring là nó chỉ có tác dụng với những mặt có bốn cạnh thôi, và chúng ta phải hiểu rộng ra một chút ở đây cái nghĩa của song song trong không gian 3D. Nó không phải là cứ song song với nhau như thế này thì nó mới gọi là song song, mà ví dụ như là mình có muốn nó hơi lệch đi một tí thế này thì hai cạnh này nó vẫn tính là song song. Và ở đây song song các bạn phải hiểu theo nghĩa là cạnh đối diện, cứ đối diện với nó thì nó sẽ được chọn. Ví dụ mình vẽ ra một tấm plane, cái chỗ này lúc mà mới học các bạn có thể hơi có vẻ là nhầm lẫn một tí như thế, nhưng mà rồi chúng ta sẽ quen với cả cái khái niệm song song hay là nối tiếp ở trong này. Ví dụ bây giờ mình có làm cho nó xoay đi một tí, được chưa? Thì miễn là sao cái mặt này là một tứ giác thì khi các bạn chọn cạnh này cứ hiểu cạnh đối diện nó là song song là được, được chưa? Ví dụ mình chọn cạnh này, mình ấn ring thì những cạnh song song của nó vẫn sẽ được chọn, những cạnh đối diện của nó trong cái tứ giác này vẫn được chọn, được chưa? Miễn là tứ giác. Còn nếu không phải là tứ giác, ví dụ ở đây mình xóa cạnh như mu cạnh đi, đấy. Thực ra cái mặt ở đây này nó không còn là tứ giác nữa rồi, mà nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cạnh rồi. Thì bây giờ các bạn chọn một cạnh ở đây, các bạn ấn ring thì nó sẽ không hiểu như thế nào là song song của nó cả, bởi vì nó có tận mấy cạnh đối diện nó. Đấy là các bạn cứ làm nhiều sẽ quen và không cần phải cố gắng quá để đi giải thích cái vấn đề này, được chưa? Bởi vì đây là cái cách thức làm việc của nhà thiết kế phần mềm, người ta thiết kế ra thôi. Tương tự như vậy, loop cũng thế. Loop đó là nối tiếp, đấy, và nó chỉ có tác dụng ngã tư. Và đương nhiên là nối tiếp ở đây mọi người cũng nên hiểu rộng ra một chút, nối tiếp cứ không phải là cứ phải thẳng băng này một cái mình gọi là nối tiếp, đấy nhỉ? Nó có tác dụng ngã tư thì bây giờ các bạn hãy tưởng tượng nhé. Nếu bây giờ mình chọn cạnh này, đấy, mình gọi cạnh số 1 đi, số 2, số 3, số 4, được chưa? Thì khi mình ấn loop nó sẽ chọn cạnh số mấy? Số 3, được chưa? Mọi người cứ nhớ rằng không cần phải thẳng, miễn làm sao cái cạnh đấy nó không gần với cả cạnh đầu tiên mình chọn nhất. Ví dụ mình chọn cạnh số 1 thì cạnh số 2 này là cạnh gần với cạnh số 1 nhất, và cạnh số 4 cũng là cạnh gần với số 1, được chưa? Chỉ có cạnh số 3 là không gần với nó nhất thì mình chọn, được chưa? Tương tự việc này thì không có tác dụng ngã 3, ngã 5, ngã 6. Ví dụ mình đang chọn cạnh này, được chưa? Bây giờ mình ấn loop thì nó không thể phân biệt được, được chưa? Rồi. Mình đang chọn cạnh này, mình ấn loop nó không phân biệt được. Ở đây là nó đang ở cái phần viền bo, cho nên là nó sẽ chọn tiếp phần viền bo. Nếu mà ở đây mình connect thêm cái điểm này, được chưa? Các bạn sẽ thấy đây lập tức nó thành ngã tư. Bây giờ mình chọn cạnh số 1 thì nó sẽ chọn cạnh số 2, số 3 hay số 4 ạ? Các bạn hãy nghĩ một chút nhé. Cứ nhớ ở đây là cạnh không gần nó nhất thì nó sẽ chọn cạnh số mấy? Số 3, được chưa? Đấy, ví dụ chọn cạnh này, lung. Đấy, cạnh số 3, đúng chưa? Cạnh này. Ra đến đây thì ngã 5 mà nó bắt đầu dừng lại rồi. Thì lúc này nó sẽ không chọn tiếp nữa, nó, bởi vì nó không biết thế nào nối tiếp. Tại vì ở ngã 5 ấy, thì có tận hai cạnh này là không gần với cả cạnh này, được chưa? Cho nên là nó không thể biết được chọn thằng này hay chọn thằng này, cho nên nó sẽ dừng lại. Thì đấy là cái thuật ngữ và song song của nối tiếp ở trong 3D. Ví dụ như là mình lại vẽ thêm ra tấm plane này, đưa sang 11 nhé, convert sang poly, được chưa?
chọn 4 này, inset mặt vào này. Rồi. Bây giờ thì các bạn nhìn đây nhá, các bạn thấy này, ví dụ mình đang chọn cạnh này, mình ấn loop thì có hiện tượng gì xảy ra không? Đang chọn chọn này, ấn loop, tất nhiên là không có hiện tượng gì xảy ra bởi vì hai cái này đều là ngã ba chứ không ngã tư. Nhưng nếu mình ấn ring thì có chọn cái gì không? Tất nhiên là có, đúng không? Bởi vì các bạn thấy là mình chọn tiếp cạnh này, bởi vì đối diện nó, đối diện cạnh này, xong lại chọn tiếp cạnh này, đấy, chọn tiếp cạnh này, chọn tiếp cạnh này, đấy, chọn cạnh thành một vòng đúng không? Đấy, bạn thấy không? Tức là cái khái niệm song song đây chúng ta sẽ được hiểu theo nghĩa là đối diện với nó. Ok, tiếp theo là ở phía dưới này vẫn cho chúng ta biết được số cạnh đang được chọn, nó cũng giống như ở cấp độ mặt thôi, đúng không ạ? Đấy, thì trong tab section của chế độ cạnh chúng ta chỉ cần biết thêm hai cái thuật ngữ nữa, ring và loop, để hỗ trợ cho việc chọn chúng ta được. Bảng thứ hai là tab shape section, chế độ chọn mềm tương tự cấp độ mặt, cái này mình sẽ không giải thích gì thêm nữa. Và chúng ta sẽ sang bảng thứ ba luôn, bảng thứ ba mới là cái bảng quan trọng nhất, bảng thứ ba là bảng edit app. Và như các bạn thấy ấy, nếu như chúng ta đang ở chế độ polygon, đây, chế độ polygon, chế độ mặt, thì bảng thứ ba sẽ là bảng edit polygon, đúng không? Còn nếu như chúng ta ở chế độ s thì bảng thứ ba là bảng edit s, các bạn nhìn thấy không? Đó. Bảng edit s hiệu chỉnh cạnh, và tất nhiên bảng này lại phụ thuộc vào gì? Lại tích hợp ở đâu? Chuột phải. Đấy, cho chúng ta làm nhanh hơn. Chúng ta vào từng lệnh một nhé. Ở đây mình có ghi một lượt này. Insert vertex là chèn điểm lên cạnh này. Remove là xóa cạnh, giữ nguyên mặt chứa cạnh này. Đấy, chút là nâng chiều cao cho cạnh này. Chamfer, width, connect, width shape, được chưa? Chúng ta sẽ đi lần lượt các lệnh này. Đầu tiên, insert vertex cũng giống như là ở chế độ mặt thôi. Nhưng ở chế độ mặt là thêm điểm lên mặt, còn ở chế độ cạnh thì là thêm điểm lên cạnh. Được chưa? Tích cái này. Đấy, các bạn sẽ thấy nó thêm một điểm đây. Đúng không ạ? Nếu như các bạn muốn thêm vào đúng trung điểm thì chúng ta sẽ kích hoạt chế độ bắt điểm lên, tích chuột phải vào biểu tượng bắt điểm và chọn chế độ là gì, midpoint, trung điểm, thì lúc này nó sẽ bắt được đúng trung điểm luôn đó, trung điểm này. Đấy. Ok chưa? Đấy là bắt điểm với lệnh insert chèn điểm. Thứ hai đó là lệnh remove xóa cạnh, được chưa, nhưng mà giữ nguyên mặt phẳng. Các bạn hãy nhìn ở đây, mình vẽ ra một cái block này. Đây, cái đầu tấm plane này mình sẽ dễ tưởng tượng hơn. Đấy. Bình thường nha, mình convert đối tượng này sang poly này. Đã chọn một cạnh này. Đấy. Nếu như bây giờ các bạn ấn phím delete để xóa được cái cạnh này thì lập tức những cái mặt liên kết với cạnh đấy sẽ đều bị xóa. Được chưa? Đó. Thế bây giờ thì chúng ta muốn xóa cạnh này thôi nhưng vẫn giữ nguyên mặt này, chúng ta sẽ tích vào remove ở đây. Được chưa? Hoặc tích chuột phải chọn remove cũng được thì nó sẽ xóa đi cái cạnh này nhưng mà giữ nguyên mặt. Thế như này. Đó. Thì đấy là remove cạnh. Chỉ có điều là nếu như mọi người remove theo cách thông thường như thế này thì các bạn bây giờ nha, quay lại chế độ điểm được nhá, thì các bạn vẫn sẽ thấy là có hai cái điểm ở hai cái đầu bút của cạnh vừa xong ấy, nó vẫn còn tồn tại đây, được chưa? Cho nên chúng ta lại phải remove điểm muốn cho nó sạch cái cạnh này nhá, chúng ta phải remove nốt cái điểm này thì lúc này cạnh này mới liền mạch, được chưa? Thế thì như vậy thì hơi lâu, chúng ta sẽ có một cái phím tắt để giúp chúng ta xóa được cạnh này đồng thời xóa luôn cả những cái điểm hai đầu này, được chưa? Thì trong giáo trình mình cũng có ghi rồi, xóa nhanh cạnh của điểm này, chúng tắt là Control Backspace, được chưa? Mình ấn này, Control Backspace, Backspace là phím xóa ký tự. Đó. Thế bây giờ nó xóa cạnh này. Bạn về chế độ điểm, các bạn kiểm tra lại thì điểm nó cũng mất luôn rồi. Mọi người hiểu không ạ? Đó là remove. Tiếp theo lệnh extrude, extrude này là nâng chiều cao cho cạnh, nó cũng giống như chế độ mặt là nâng chiều cao cho mặt, được chưa? Đấy. Thế nhưng mà ở đây nó là nâng chiều cao cho cạnh cơ. Nếu như bây giờ mình chọn mấy cạnh này nhé, mình tích chuột phải chọn cái chút này, và lệnh cái chút này mình thường tích vào setting của nó nhé, thì nó hiện ra cái bảng như thế này. Trong này có hai thông số là extrusion height là chiều cao được nâng và extrude base width là cái độ rộng của phần chân. Đây, chiều cao được nâng các bạn có thể nâng lên này, các bạn có thể cho là âm xuống thì nâng xuống, nâng lên. Độ rộng của phần chân là cái này, đấy, sẽ xòe ra hay khép vào, đúng không nhỉ? Bây giờ giả dụ mình cho nó rộng ra một chút nhé. Đấy, về sau mình học thêm lệnh nữa, lệnh chamfer chẳng hạn, thì mình có thể chém vát ở cạnh này. Đấy. Mình có thể làm được những cái thứ như cái mái tôn kiểu, đúng không nhỉ? Thì đấy là lệnh extrude. Và lệnh extrude này nó cũng làm việc theo cái mặt phẳng pháp tuyến của cái cạnh đó, đúng không? Nếu như bây giờ cái đối tượng của mình ấy, cạnh của mình nó nằm ở góc, đúng không? Cạnh nằm ở góc này, mình extrude chẳng hạn, thì đương nhiên là nó sẽ làm việc trên một pháp tuyến là pháp tuyến chung của hai cái mặt phẳng, nó sẽ cộng theo phương pháp cộng vector thôi. Đó.
Đấy. Còn nếu như với một cạnh mà nằm ở trên hai cạnh này, được chưa? Nằm trên cái mặt phẳng này, mình connect, mình x chút lên thì nó sẽ nâng theo phương pháp biến, được chưa? Tức là cái phương vuông góc cái mặt phẳng chứa cạnh này. Ok. Tiếp theo, lệnh chamfer. Lệnh chamfer ở đây là lệnh chém vắt cạnh, được chưa? Tức là nó sẽ giúp cho chúng ta tách một cạnh ra thành hai hoặc nhiều cạnh. Và nếu như các bạn học kép rồi thì các bạn sẽ tưởng tượng cái lệnh chamfer này dễ hơn rất nhiều. Nó cũng giống như trong kép thôi. Mình chọn cạnh này, được chưa? Rồi bây giờ mình tích vào chamfer, mình kéo này mọi người, thì nó sẽ chám vát cạnh như này. Thì đây là trường hợp với cạnh nằm ở trong ở phần góc của đối tượng, được chưa? Còn nếu như mà cái cạnh của chúng ta nằm ở trên bề mặt của đối tượng thì nó có tác dụng là tách cái cạnh này ra thành hai hoặc nhiều cạnh. Xem thôi. Tách ra. Được chưa? Và cái lệnh chamfer này thường chúng ta cũng dùng với cả ô setting. Đấy, chúng ta tích vào setting chamfer. Nó sẽ hiển ra một cái bảng lệnh như này. Đây là giao diện CAD đi, và đây là giao diện thường. Chúng ta sẽ dùng giao diện thường nhé. Rồi, bây giờ mình làm thử nhé. Tích phải, chọn setting chamfer. Trong giao diện thường chúng ta sẽ có một số mục như sau. Chamfer mount là mức độ chém vát. Các bạn càng tăng lên thì hai cạnh nó càng tách nhau ra xa hơn. Được chưa? Tiếp theo là segment là số lượng cạnh được thêm. Các bạn có thể thêm một này. Đấy, số lượng cạnh được thêm vào đó. Yeah. Open là cái độ mở của cái phần ở giữa. Đấy. Cái này mình ít dùng bởi vì nếu cần xóa thì mình có thể chọn nhanh mà xóa sau cũng vẫn được, không vấn đề gì. Với những phiên bản mới thì nó có thêm một đống thứ ở đây, nhưng mà đa phần là mình cũng không sử dụng đến. Ok nhỉ? Thì đấy là lệnh chamfer, nó giúp chúng ta tách ra thành hai hoặc nhiều cạnh. Và đặc biệt là nếu như với một đối tượng mà chúng ta chamfer cạnh ở góc, chamfer, được chưa? Đấy, chamfer cạnh góc mà chúng ta tăng sắc mừng của nó lên. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sao? Nó đã thành gì? Một cái phần cong, nó tự động bo tròn góc rồi. Thì ứng dụng thì các bạn dựng được cái iPhone rất là dễ rồi. Ví dụ dựng cái iPhone này. Convert sang gì ạ? Poly. Chọn cạnh này. Xong bây giờ mình ấn ring thì những cạnh song song nó sẽ được chọn, đúng không ạ? Nó chọn theo tuyến song song như này. Được chưa? Ring. Bây giờ mình tích phải, mình chọn chamfer, mình tăng cái mức độ chém mát ra, đúng rồi. Xong rồi mình tăng luôn cái sắc mờ lên, nó bo tròn góc ra. Tuy nhiên không cần bo mạnh quá nhé các bạn, vì nó có thể gây ra nặng máy. Thực ra thì với một cái hình đơn giản này thì nó cũng chưa đến mức nặng, nhưng nếu mà quá nhiều hình đơn giản mà hình nào các bạn làm thừa mặt thì nó sẽ gây ra nặng. Ok. Đấy. Bây giờ ra gần ra hình chữ cái iPhone rồi. Bây giờ các bạn làm thế nào đó để chọn được cho mình cái cạnh phần viền này. Để chúng ta lại chamfer tiếp những thằng này. Chamfer. Đúng rồi. Ra kéo đi thôi. Nhỏ thôi. Được chưa? Xong để cho xác mừng giảm xuống thì cái cạnh này sẽ vát này. Đúng không? iPhone nó hơi vát vát này một chút. Ok. Đấy, thì chúng ta dựng ra được cái hình iPhone rồi. Đấy, vì sau chúng ta học thêm vài lệnh để đục được cái lỗ ở đây này. Xong rồi giới hạn cái mặt ở đây. Đúng rồi. Xong chúng ta gán vật liệu cái màn hình vào đây. Chúng ta sẽ được iPhone ngay. Được chưa? Chúng ta dựng iPhone dễ lắm. Yeah. Có điều các bạn chưa dựng được cái điện thoại có phím. Ok, đấy là lệnh chamfer. Mọi người hiểu chưa? Ở dưới này mình cũng có ghi hai trường hợp này. Với cạnh là giao tuyến của hai mặt phẳng đồng phẳng như thế này. Được chưa? Thì chamfer có tác dụng tách một cạnh thành hai hoặc nhiều cạnh. Còn với cái cạnh nằm ở giao tuyến của hai mặt phẳng không đồng phẳng thì chamfer nó vừa có tác dụng tách cạnh mà lại vừa có tác dụng bo tròn như thế này. Đó. Đấy chính là chamfer cạnh. Các bạn nên dừng lại và thực hành với những cái lệnh vừa sau một chút. Sau khi thực hành xong, chúng ta sang những cái lệnh tiếp theo như là lệnh bridge. Chọn hai cạnh hở và tích vào bridge thì nó sẽ nối được hai cạnh này với nhau bằng một mặt phẳng. Mình làm một ví dụ nhé. Mình làm một ví dụ này đi. Mình lỡ tay xóa mất một cạnh này, xóa mất một cái mặt này. Bây giờ mình muốn là bù một mặt phẳng ở đây. Thì chúng ta sẽ có một cái cách đơn giản như sau, chúng ta chọn hai cạnh này. Chọn hai cạnh đối diện nhau như này, đúng không? Xong rồi tích vào bridge. Cảm thấy bridge đấy. Cái lệnh bridge này hơi lạ là nó không thích hợp với chuột phải. Cho nên là chúng ta muốn dùng lệnh bridge thì mình bắt buộc vào bridge trong cái bảng edit thôi. Được chưa? Từ đây chúng ta vẫn đang học bảng edit nhé. Bridge này, nó sẽ nối vào. Ok chưa? Đấy là bridge nối cạnh. Ở đây mình có nói qua
về điều kiện này là nó chỉ nối được những cạnh hở thôi, được chưa? Không nối được những cạnh kín. Thế vậy chúng ta phải biết cạnh kín là như nào, cạnh hở là như nào. Cạnh hở là cạnh thuộc một mặt phẳng, còn cạnh kín là giao tuyến của hai mặt phẳng. Đấy. Thì bạn nhìn lại đây. Ví dụ như trong trường hợp vừa nãy nhé, cạnh như thế này, được chưa? Cạnh này thì người ta sẽ gọi là cạnh hở, bởi vì cạnh này bây giờ nó chỉ thuộc một mặt phẳng thôi. Còn cạnh này thì nó sẽ gọi là cạnh gì? Cạnh này. Cái này sẽ là cạnh kín bởi vì nó là giao tuyến hai mặt phẳng. Và qua đây hai mặt phẳng đồng phẳng, nhìn nó vậy. Các bạn phải phân biệt được nhé, chứ nếu mà không thì chúng ta sẽ dễ bị lẫn. Ví dụ đây, tất cả những cạnh này thì đều là cạnh kín bởi vì nó đều giao tuyến hai mặt phẳng. Đúng rồi, đều giao tuyến hai mặt phẳng. Còn những cạnh ở viền này thì nó là cạnh hở bởi vì cạnh này nó là thuộc một mặt phẳng thôi. Được chưa? Ok. Tiếp theo này là lệnh ngay phía dưới nó, lệnh connect. Lệnh connect là nối cạnh bằng cạnh. Chúng ta sẽ nối những cái cạnh bằng cách như sau. Ví dụ bây giờ mình muốn thêm những cái sắc ngang chạy ngang đây. Được chưa? Bây giờ mình sẽ chọn hai cạnh. Mình tích chuột phải cho connect. Có thể chọn trực tiếp vào connect hoặc chọn vào setting connect để điều chỉnh sâu hơn. Ví dụ mình tích vào setting connect nhé. Thì bây giờ bảng lệnh nó hiện ra này. Trong đấy chúng ta có segment là số cạnh được dùng để nối. Các bạn sẽ thấy là bây giờ mình đang chọn 4 cạnh thì nó dùng 4 cạnh để nối hai cái cạnh ban đầu mình đã chọn. Được chưa? Ping là khoảng cách giữa các cạnh nối và slide là độ trượt của các cạnh nối trên các cạnh gốc. Ví dụ ping này, khoảng cách này, mình có thể thu nhỏ lại hoặc giãn ra. Được chưa? Rồi slide là độ trượt của các cạnh nối trên các cạnh gốc. Các bạn thì trượt đi như thế này. Ok chưa? Đấy là lệnh connect. Ở đây mình đã nói một cái điều kiện rất quan trọng này, là chỉ nối được những cạnh thuộc cùng một mặt phẳng. Chúng ta phải hiểu như thế nào gọi là những cạnh thuộc cùng một mặt phẳng. Ví dụ, bây giờ các bạn nối cạnh này với cạnh này, các bạn có nối được không ạ? Rất nhiều bạn trả lời là có, nhưng bây giờ kết quả là không, bởi vì hai cạnh này đang thuộc hai mặt phẳng khác nhau. Chỉ có điều là hai mặt phẳng này đang đồng phẳng mà thôi, được chưa? Chứ không phải thuộc một mặt phẳng đâu. Đừng nhầm lẫn với cái chuyện đấy nhé. Rồi, thế bây giờ mà muốn nối được cạnh này với cạnh này thì cách nhất là bạn phải xóa được thằng giữa đi. Được chưa? Khi các bạn remove thằng giữa đi này, Ctrl Backspace này, đấy, thì nó sẽ nối được hai cạnh này bởi vì hai cạnh này bây giờ thuộc cùng một mặt phẳng rồi, đúng chưa? Rồi, còn cách thứ hai, nếu như các bạn không muốn xóa cạnh ở giữa đi, đúng chưa? Thì các bạn giữ Ctrl chọn luôn cạnh ở giữa đi, chọn luôn nó, đúng không? Thì bây giờ các bạn connect thì sẽ được, đúng chưa? Nhưng lúc này các bạn phải hiểu ấy, bản chất nó là connect cạnh này với cạnh này và cạnh này với cạnh này, chứ không phải phát nó câu từ thằng này sang này đâu nhá, được chưa? Ok, đấy là điều kiện của lệnh connect, và lệnh connect cũng dùng rất nhiều. Đây cũng là một cái cách để gia tăng segment cho đối tượng trong bài mình. Bởi vì khi mà các bạn mới học xong Poly rất hay bị bỡ ngỡ từ cái chuyện như này. Dựng một cái box lên. Bình thường các bạn đẩy segment bằng việc là vào modify. Được chưa? Đấy, xong rồi tăng luôn segment ở đây. Cái công việc có vẻ rất đơn giản. Cho nên đến khi mà convert sang Poly ấy, thì các bạn thấy là không tăng được segment theo cái đấy nữa thì hay thắc mắc là tại sao không về được để thay đấy cho dễ. Thực ra ấy, khi mà các bạn đã convert đối tượng sang dạng Poly rồi, chúng ta có rất nhiều cách để thay đổi segment, tăng giảm và tùy chỉnh nó rất nhiều. Chứ lúc này nó không được bó hẹp trong cái giới hạn chỉ có ba cái thông số dài, rộng, cao và segment theo chiều dài, chiều rộng, chiều cao này nữa. Được chưa? Mình sẽ có nhiều cách để tăng segment khác. Rồi, tiếp tục. Một lệnh khá hay. Quick Save From Section. Các bạn dịch từ tiếng Anh sẽ hiểu. Quick Save From Section tức là tạo ra đối tượng 2D từ những cạnh được chọn. Bây giờ ấy, các bạn sẽ tích vào một đối tượng bất kỳ. Chọn một lượng cạnh nào đấy, ví dụ như đây mình chọn bất kỳ, chọn lượng cạnh đấy. Xong bây giờ có cái lệnh là quick save from section. Đây, quick save from section. Được không? Các bạn tích vào đây. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của lệnh đấy là nó tách những cạnh mình đang chọn này trở thành một đối tượng 2D độc lập. Nó hỏi curve name, tức là bây giờ tên của đối tượng 2D chuẩn bị tách ra là gì. Các bạn có thể đặt tên đây, ví dụ như là cái khung gì đó chẳng hạn. Ví dụ là shape type là cái kiểu đối tượng 2D. Chúng ta có hai kiểu là smooth và linear. Đấy, smooth là kiểu mềm, còn linear là kiểu cứng. Thông thường chúng ta chọn linear, được chưa? Ok. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là đối tượng ở đây nó có một đối tượng 2D được tách ra đây chưa? Đúng chưa? Còn nếu như các bạn mà chọn chế độ smooth nhé, đấy, có thể nó sẽ bị cong, nó làm cái đối tượng tự dưng nó mềm đi. Đấy, các bạn thấy nó mềm đấy. Nó không bảo toàn được hình dạng của đối tượng gốc, tự nó cứ mềm như thế này, đúng không?
Tự dưng mình phát hiện ra một cái kiểu dựng hình mới này, mặc dù không liên quan lắm. Đấy ạ. Ok, thế vậy ứng dụng của nó làm gì? Các bạn thấy ví dụ mình dựng nhanh một cái thang nhé, một cái thang này. Mình dựng bằng cái này, mình tăng segment sẵn lên. Đấy. Được cái hình cái thang đúng không nhỉ? Mình convert sang poly này. Bây giờ mình ấn 2 chọn cạnh này, Ctrl A chọn tất cả các cạnh nhé. Được cái màu đen như thế này. Được. Xong bây giờ mình giữ an, mình trừ đi hai cạnh hai đầu này. Đấy. Được. Xong mình quick save form section, có thể các bạn tích được phải chọn quick save đấy cũng được, đây cũng là tách cạnh đấy. Được. Quick save form section. Rồi. Chúng ta sẽ chọn là linear nhé, được chưa, cho nó cứng. Ở đây là save tên, ví dụ mình là tên là thang này. Ok. Đấy. Thì bây giờ ở đây nó có một đối tượng là thang trùng với cả cái đối tượng gốc ở đây rồi. Ví dụ cái poly này, đối tượng 3D này mình lợi dụng xong rồi, mình ấn delete xóa nó đi. Thì bây giờ vừa nãy mình đã tách cái cạnh ra thành đối tượng 2D này. Được chưa? Và các bạn có thể hiển thị độ dày cho nó. Bạn tròn này ha. Đó. Thì bây giờ chúng ta có một cái thang. Đúng không? Khá nhanh, tiện. Đương nhiên đây nó chỉ là một ứng dụng nhỏ thôi. Về sau nó còn ứng dụng nhiều nữa cơ. Đấy, thì bây giờ chúng ta hiểu cái tác dụng của lệnh, chức năng của lệnh chúng ta thực hiện được và đã được. Ok chưa? Ví dụ như trong cái hình minh họa mình thấy mình đang có đối tượng, mình có thể tách nó ra thành cái hệ lưới của đối tượng riêng. Ví dụ làm những cái mô hình dạng khung mây tre hoặc mây tre đan hoặc là khung thép chẳng hạn, đúng không? Đây, hoặc là cái bánh xe, các bạn thấy là dựng hình này xong thì tách những cái cạnh ra này, được chưa? Đấy, thì nó sẽ trở thành những cái nan hoa như thế này. Đấy là một cách dựng hình. Ok chưa? Đó, như vậy là chúng ta đã xong cái cấp độ thứ hai, cấp độ cạnh. Vậy sau khi mà chúng ta hoàn thiện được chế độ cạnh thì chúng ta sẽ có một số ứng dụng như sau. Ví dụ như là chúng ta lại dựng một bài tập buổi 1 mà hôm trước mình đã cho dựng nhé. Nhưng mà bây giờ ấy, chúng ta sẽ cố gắng dựng càng gọn hình càng tốt. Từ buổi 1 là chúng ta lấy cái hình này ghép vào hình kia. Được rồi. Đấy, thế như vậy thì cái hình nó sẽ rất là loạn, sau úp vật liệu hay quản lý đối tượng nó khó. Bây giờ mình sẽ dựng cả một cái này bằng một cái khối hộp, khối box. Chúng ta thử xem nhé. Ví dụ, mình dựng làm một khối box. Ở đây mình chỉ làm mẫu thôi mà chưa cần quá chính xác về mặt hình khối. Mình convert sang poly. Trong cái hình, bây giờ thì chúng ta thấy là chúng ta có những cái bề mặt phía trên. Đây là. Thì chúng ta sẽ connect mặt. Ấn 2 chọn cạnh, ví dụ chọn hai cạnh đối diện nhau này. Chúng ta connect đi. Connect vài cái. Ok. Bây giờ mình sẽ ví dụ chọn để mình kéo cho nó tỷ lệ hình nó tốt tí nhé. Ok. Tiếp theo mình chọn cạnh này. Bây giờ ví dụ như mình muốn tạo những segment dọc như thế này. Được chưa? Thì các bạn lưu ý rất nhiều bạn ấy bỏ chọn đi tích chọn hai cái cạnh đầu ngoài này. Xong bảo là em không thể nối được hai cạnh này. Thì rõ ràng hai cạnh này không thể nối được, tại vì là một cạnh thuộc mặt này và cạnh này thì thuộc mặt này, nó không nối được là đúng rồi, đúng không ạ? Mình đã nói từ trước. Cho nên bây giờ muốn tạo được một set mừng thẳng như thế này này thì các bạn phải làm gì ạ? Chọn cả những cái cạnh bên trong nữa, được chưa? Cái này là mình đã rất là lưu ý rồi, nên đừng nhầm lẫn cái khoản là không nối cạnh nữa. Đấy, ví dụ mình chọn hết các cạnh như này, đúng không ạ? Tích cực phải chọn connect thì lúc ấy nó sẽ nối được nhá. Đó. Ok chưa? Ok. Đấy nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chọn sang các mặt. Đấy nhá. Mình chọn các cái bề mặt này. Mình tích cực phải chọn inset chẳng hạn. Đấy. Xong tích chọn by polygon. Tức là mỗi mặt sẽ tạo ra một cái mặt phẳng nhỏ ở bên trong. Mình cho cái inset amount nhỏ thôi để khen nhỏ lại. Ok chưa nhỉ? Đó. Bây giờ mình có thể extrude lên. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là cái đối tượng của mình đã có những khoảng nhô lên như là đối tượng gốc rồi, đúng chưa? Đấy. Có thể thấp hơn tí cũng được. Đấy. Bây giờ nếu như mà các bạn muốn cái phần viền này nó nhô ra, đây này, cái phần viền này nó nhô ra thêm một chút, nhô nhỏ thôi. Có được không? Cũng được. Các bạn thử nghĩ xem ra phương pháp làm thế nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm cái chân ở dưới. Chân ở dưới thì mình sẽ lại connect cái mặt ở phía dưới, mình connect chọn cạnh connect này. Ok, mình cho ra hai cái thôi, không đẩy cái pin này xa ra. Đấy. Hai cạnh nó ra ngoài này luôn.
đúng chưa? Ok, mình chọn hai cạnh này, nhớ là chọn thêm connect tiếp. Rồi mình thu nhỏ cái này lại đấy, để cho cái chân này nó vuông, ok chưa? Đấy, xong bây giờ mình chọn cái mặt này. Đó, đây. Nhiều diện để là cái chút nữa được chưa? Được cái chân đúng chưa? Thế vậy thì ở đây nó còn cái chân nhỏ nhỏ này nữa này. Mình có thể dùng lệnh bevel. Mình chọn bevel này. Đầu tiên mình không cho nó cao nữa, mình cho nó thu nhỏ vào trong một chút này thôi. Ok, apply này. Xong giờ không cho thu nhỏ vào trong nữa, cho ít chút cao lên thôi. Mình sẽ có cái đoạn chân nhỏ như thế. Ok chưa nhỉ? Đó. Tiếp theo là cái hình này nó có một cái đoạn lưới này, một cái đoạn xà ở phía dưới này, đúng không? Nếu bây giờ chúng ta dựng từ một hình thì có vẻ nó hơi lâu. Đấy, bây giờ ví dụ mình muốn dựng nó nhanh hơn một chút, mình có thể dùng tấm plane mình vẽ đây. Đấy, các bạn nhìn nhé, có một tấm plane như này. Yeah. Cho những cái segment này nó ít thôi. Yeah. Tăng segment theo chiều rộng ra. Đó. Xong giờ mình convert xong poly mình làm gì? Chọn cạnh này, chọn Cantona, chọn tất cả các mạnh, các cạnh, xong rồi tích quy xếp. Được chưa? Tách nó ra thành đối tượng 2D. Chắc là bạn tưởng tượng mà mình đang làm gì rồi, đúng không? Mình chọn là cái khung bàn này chẳng hạn, ví dụ này. Ok. Đấy. Đối tượng 3D mình lợi dụng xong rồi mình xóa đi. Bây giờ còn đối tượng 2D thì mình sẽ hiển thị độ dày dạng hộp. Yeah. Đây cũng là một kiểu ví dụ. Chúng ta cứ tư duy thoải mái và sáng tạo thoải mái đối với cả cái sản phẩm của mình, đúng không? Không có một cái giới hạn, một cái gói ép nào cho cái việc dựng hình cả. Ok chưa? Và khi các bạn làm bài tập thì chịu khó làm giống, làm đẹp một chút để mà tỷ lệ, đúng không nhỉ? Ví dụ như đến bài này thì cũng là dựng từ một hình thôi. Mình sẽ không dựng lại cả bài, nhưng ví dụ mình muốn nói về cái chỗ cong cong này, các bạn cứ làm đây. Một cái tấm như này, cong cong này. Nhiều bạn cũng hỏi mình chỗ này cho nên mình cũng sẽ giải đáp luôn. Ví dụ như chúng ta dựng từ một block. Được chưa? Convert xong poly. Đó. Bây giờ nhiệm vụ là các bạn muốn chỗ này cong đúng không? Đấy, muốn chỗ này cong thì chúng ta sẽ phải làm gì nhỉ? Mình chọn chế độ cạnh, chọn hai cạnh này. Connect này. Được chưa? Connect bằng một cạnh thôi. Các bạn thấy là có một cái cạnh ở đây rồi. Đúng không? Rồi bây giờ mình cầm cái cạnh mình kéo ra. Rồi lúc đấy mình dùng lệnh chamfer thì mọi người nhớ không? Chamfer mà mới cạnh, với cái cạnh mà là giao tuyến của hai mặt phẳng không đồng phẳng, nó có tác dụng bo tròn, đúng không nhỉ? Thì bạn chọn chamfer. Đấy, tăng cái chamfer vào mức độ chèm bát này lên. Đấy, được chưa? Và tăng cái segment này lên luôn. Đấy. Càng tăng thì nó càng tròn và chúng ta đã có một cạnh tròn. Mọi người hiểu chưa? Đấy, nhá. Thì đấy là cái cách làm phần tròn, phần cong nó. Như vậy là thêm với chế độ cạnh nữa, các bạn làm được rất là nhiều thứ rồi. Mình sẽ cần phải lưu ý thêm một số cái nhỏ nhỏ nữa cho các bạn lưu ý. Ví dụ mình dựng thêm cái bàn bất kỳ nữa nhé. Cái bàn này. Convert sang poly này. Đấy, chọn hai cạnh. Connect. Mình dựng cái bàn mà ở trung tâm của mình nhé, đó là nó có bốn cái chân. Rồi, chọn thêm giữ căn chung, chọn thêm hai cạnh này. Connect này. Ok, mình chọn bốn cái chân này, cái chút này, khá là chút này. Rồi bây giờ bốn cái chân không nó chưa được vững thì mình muốn làm cái thanh ngang nối giữa hai chân này để nó với nhau được chưa? Đấy, thì bây giờ mình có thể có nhiều cách sau, ví dụ như mình chọn cắt này, connect này, cho cái khoảng cách gần nhau lại, bây giờ kéo nó xuống, được chưa? Ok, thì bây giờ mình có hai cái mặt này đối diện nhau rồi, đúng không nhỉ? Mình có thể chọn hai cái mặt đối diện này. Mình connect, ok, bridge, yeah. Tích vào cái bridge, nối cạnh, là nối mặt. Thì chúng ta sẽ có kết quả như này, đúng không nhỉ? Nhưng mà các bạn lưu ý là nếu mà làm bằng cái cách nối vừa xong thì các bạn sẽ thấy là nó thừa thêm những cái mặt này, không cần thiết. Nếu mà mình muốn làm trên mặt nào mình chỉ chọn những cạnh cạnh đó thôi, đúng không nhỉ? Đừng nối quá nhiều lên những cái chỗ mà không dùng thì nó sẽ gây bị thừa. Đấy. Mình dựng mà càng tiết kiệm mặt thì càng tốt, vì sao các bạn sẽ thấy là chúng ta tiết kiệm được tài nguyên của máy thì nó tốt hơn.
Thì nếu mà chúng ta cứ cậy máy khỏe mà dự tốn mặt thì nó sẽ lâu về dài mình sẽ không thể làm những cái bài lớn hơn được. Rồi, bây giờ mình chọn cái mặt này với mặt này mình bút cùng lúc luôn à, thì các bạn đã thấy là kết quả chúng ta sẽ được cái bài. Rồi, mọi người hiểu cách ứng dụng chế độ cạnh và chế độ mặt song song với nhau chưa? Sau khi học chế độ mặt và chúng ta biết thêm chế độ cạnh nữa thì chúng ta đã dựng được rất nhiều thứ rồi. Phần tiếp theo chúng ta sẽ sang chế độ điểm. Vertex.